Ok nhá, xin chào để mọi người trở lại game Akrata Tactics nhá. Trở lại với kênh của mình nhá. Chúng ta cùng nhau tiếp tục quay trở về với lại cái hành trình của game, tiếp tục quay trở về mức độ khó, tiếp tục đi tiếp cái chapter 1. Ở trong video lần trước thì ta đi qua được khoảng tầm 8 cửa đầu tiên rồi. Và như vậy ở đây còn lại 4 cửa cuối ta xử lý nốt cho nó gọn đúng không nhỉ? Thì nói chung ở đây chúng tôi sẽ đi tiếp cái này. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Đến với cửa đầu tiên là cửa 1-9, xong vào đánh luôn thôi. Ở đây tài đánh vào đánh luôn, mình sẽ không quan tâm vấn đề là hoàn thành nhiệm vụ luôn hay không đâu, tại vì sao rảnh rảnh mình làm lại sau. Vấn đề của mình trước mắt là chỉ cần đi qua cửa thôi đã, mình đi qua cho thoải mái. Giờ cứ ngồi kiểu là cứ ngồi phải đi hoàn thành luôn cả 3 nhiệm vụ luôn gì cho đau đầu không nhỉ. Cứ đi qua giải quyết vấn đề qua cửa sớm trước 3 sao trước, sau về sau lúc nào rảnh rảnh buồn buồn quay lại đánh sau đúng không? Nhưng mình không cần thiết phải vội lên truy tung giả nè, lên cái này mua thêm mấy con đi. Ở đây mua thêm con này xuống, con này cung xuống đi. Ở đây lấy thêm được con ninja này cung vào này. Thực ra thì bạn làm thành luôn 3 cái cũng được thôi, nhưng mình tin là nhiều bạn lúc đánh cái này còn yếu ấy, thì các bạn chả làm không đủ khỏe để làm đúng được nhiệm vụ đâu. Tại vì các bạn toàn build 1-2 con thì lấy đâu ra sức mạnh cho cả team không, thì không thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ngay lập tức được đâu. Thành ra cứ từ từ thôi. Người ta bảo muốn nhanh thì phải từ từ đúng không, không vội làm gì cả. Này lên con liễu kiếm đi, lên luôn kỵ binh đi. Tại vì ra về sau game bạn chơi thời gian bạn thấy một điều bạn cũng rảnh, cũng chả biết làm gì, lúc đấy phải quay lại và làm thành tựu 3, làm nước hai cái thành tựu còn lại nó sẽ dễ. Nếu đấy lấy bạn ra quá khỏe bạn chơi con gì chả thắng không. Nhưng lúc đầu game bạn đang yếu bạn chơi ấy thì căng lắm. Bạn chơi theo cái kiểu là thích làm thành tựu luôn nó rất là căng. Thì nó chơi kiểu vậy cho nó nhàn, nhưng mà nếu bạn nào thích xử lý xong luôn thì cứ làm thôi. Làm luôn nó không khó lắm, chỉ sợ không may bạn chết tướng. Vấn đề khó nhất của bạn đấy là đội hình bạn chưa khỏe, dễ rất dễ bị thua. Chứ còn như mình hiện tại giờ làm luôn thì cũng được, cái cảm giác nick mình cũng đủ khỏe đánh mấy cửa đầu này. Nhưng tuy nhiên thôi cứ để từ từ. Nên qua pháp sư đi nữa. Mình sẽ giải quyết vấn đề qua cửa trước thôi, mình không nặng nề câu chuyện là thành tựu đâu. Còn như cái mức độ dễ thì mình đã hoàn thành gần như tất cả thành tựu ở nơi rồi. Tại vì các bạn cứ buồn buồn thỉnh thoảng làm mình không quay thì cái đấy rất là dễ. Cái đấy chỉ là vấn đề là bạn đủ khỏe và sẽ đánh được ấy. Nên mình không quay video đoạn đấy. Nhưng nói chung là mình đã hoàn thành gần như hết thành tựu mức độ dễ rồi. Tại bây giờ mình bắt đầu đánh cái mức độ khó thì mới đầu hoàn thành thành tựu mức độ dễ. Còn ngày xưa khi mình mới quay video đó đấy mình đang rất là yếu thì mình chỉ đánh vấn đề qua cửa thôi, đúng không? Về sau mình buồn buồn làm lại sau. Này lên này con quyền ra lên thành con đấu sĩ đi. Nói chung giờ đánh rất là nhẹ nhàng đơn giản đấy mà. Khi mà bạn không nặng nề câu chuyện hoàn thành thành tựu ấy, và chơi đội hình khỏe nhất của bạn ấy, thì cơ bản sẽ win tất cả các cửa thôi. Lên thêm con nhà địa lý đi. Còn cái này chưa thành cái gì cả, cái vấn đề đó. Chơi team khỏe nhất đánh cho nó nhanh nhé, qua cửa trước quay về xử lý lại xử lý các vấn đề khác sau. Lên truy tung giả thêm cũng được. Lên này hiệp sĩ đi. Lên con man nhân này, lên này con thủy hộ giả đi.
Này để mở thêm ô đi, cho thêm đấu sĩ vào. Lên này con xạ thủ lên trinh sát rồi à? Cái để từ từ đã. Rồi đây hiện tại mấy con này giờ lên con gì nhỉ? Thôi để lấy cái pháp sư lấy con tư tế đi, lấy con nhạc công. Giờ thiếu samurai thì thiếu ở đây, có luôn ninja đi thì lên được. Thiếu pháp kiếm mà, pháp kiếm chưa có, để từ từ cũng được, có thể tạm nhạc công vào thay chỗ đấy. Mình vẫn chơi thiên về ngành cung nhé, để mình xác định rồi ngành cung mình chơi luôn ngành cung cho nó nhẹ. Bây giờ chơi nhiều ngành quá lên cũng không lên nổi đồ. Ở đây có pháp kiếm rồi này. Lấy con thuật sĩ xuống để mua thêm cái Rubik đi. Ở đây có pháp kiếm để lên này, samurai lên được con đảo thuật gia này. Sắp sửa lên con phi ưng rồi. Này lên tạo thành con man nhân trước đi. Nói chung là chơi thì cứ bình tĩnh mà chơi, không chả vội gì. Các bạn muốn vội thì phải có nhiều tiền, mà không có nhiều tiền thì không nên vội. Một túi này đi cung xuống thêm đi thương thủ ấy à, tôi để từ. Ở đây liễu kiếm thì lên thêm con nữa cũng được. Liễu kiếm lên thủy thủ lên thành hải quân. Chỗ này mấy cái này mình đang định lên con chiến vương thì cái khóa tạm này lại cũng được. Không cứ cho nó trôi đi cũng được, nói chung đánh mấy cửa đầu chắc chả thua đâu. Chẳng qua thích chắc chắn thì cứ cho đội hình mạnh nhất thôi. Làm mới chút đi. Lấy thêm con này, lấy con thuật sĩ. Con này thì lên thành con vệ binh tiếp thôi. Thì ở đây lên là chiến binh du mục này, lên là lôi vương này. Chỗ này có thể lên con kẻ báo thù cũng được. Con này có thể lên thêm con sát thủ lăng bạc, lên con ảnh vũ đi. Như vậy con này 4 sao thì vứt thay chỗ con thôi, vứt thay truy trung giả đi. Các bạn có hai con cung kích thôi thì cũng chả vội lắm. Ý nữa đủ Rubik thì mình sẽ lên rất nhiều con 5 sao đấy. Hiện tại đang thiếu Rubik đi thôi. Lấy thêm sát thủ xuống. Chỗ này hiện tại lên 5 sao nên có phi ưng này, vứt con truy trung giả vào. Nói chung con đánh bình tĩnh từ từ sẽ là cơ bản sẽ win hết đấy mà. Kiếm sĩ lấy xuống đi. Mở cái Rubik ra đi, mình cần Rubik để chính. 6 Rubik thì chắc là lên con này, hiện tại là đang thiếu con nhạc trưởng. Thiếu vệ binh tư tế. Tư tế này thì lấy pháp sư lên tư tế này. Vệ binh thì thiếu thương thủ, để chờ từ từ cho đó. Chờ đủ lên cũng chả vội lắm. Thường một cái nó rất nhiều cửa, cái build team từ từ. Đến lúc con boss đến team mạnh là được. Con này lên con ninja đi cũng được. Rồi con này xuống thì đây là con này lên tiếp con thuật sĩ. Này lấy thêm con thương thủ lên luôn vệ binh, lên nhạc trưởng, lên kẻ cai trị, lên chiến vương này. Rất là đơn giản đấy. Con này thì lên miêu phù thủy đi, lên đại pháp sư. Con này ninja vứt tạm vào trong. Thế nhưng mà thấy đánh rất là nhẹ nhàng không? Nó rất đơn giản đấy. Tất nhiên là đơn giản như vậy quan trọng là phải từ từ mà chơi mới đơn giản. Mà bạn cứ gấp rút quá thì sẽ không đơn giản đâu. Còn cứ bình tĩnh mà chơi thì mọi thứ nhẹ nhàng hết đấy mà. Lên này con sát thủ đi. Cái này để dành đi, cái này lên con truy tung giả đi. Ở đây có truy tung giả có sẵn rồi. Vậy thì cứ để từ từ đã. Cứ vứt con cung rồi thêm kích hoạt cái cung lên tí nữa. Kích lên 4 con cung đi. Lúc nãy nhìn nhầm một chút nữa không sao. Thực ra chẳng có thiết lên thêm tướng vẫn win đấy mà. Vũ nữ mình không dùng tới vứt đi. Con này lên con vũ sư đi cũng được. Lên vũ sư lên siêu năng lực đi. Con này thiếu tí thuật sĩ chưa có, từ để vứt tạm lên tạo liễu kiếm đi cái này. Con cung này thích lên luôn cung thì lên luôn con thủy thủ cũng được, lên con quạ đen đi. Để sao ghép lên con hắc thần phiêu bạc cũng được. Cái kiểu chơi lâu lâu thành nhớ chứ, lúc đầu chơi game chả nhớ được đâu. Để sao chơi nhiều bắt đầu sẽ nhớ thôi. Này lên thành con thuật sĩ đi. Thì lên là con miêu phù thủy, lên là con băng ma thì chờ đủ Rubik lên được pháp vương thôi. Vứt đấy cho đánh đấy. Thế đây đánh về cực kỳ nhàn không? Nhàn kinh khủng đấy. Nó không bị áp lực nhiều. Đã có liễu kiếm thì cứ từ từ cái này lên con pháp vương trước này. Vậy vứt tạm con ninja vào trong nhé. Thật ra bây giờ thích lên con nào thì lên, bây giờ cũng không nặng nề lắm, nên pháp kiếm thì sao.
đến luôn boss ở đâu không? Vứt xuống xuống này lên tạo pháp kiếm đi. Pháp kiếm lên samurai mà ảo thuật thì có kịp không? Nhà địa lý tư tế à? Nếu mà lấy thêm cái này lên tư tế, cái này lấy lên nhà địa lý không? Lên nhạc công lên con ảo thuật ra. Nhưng mà sợ không đủ Rubik để nâng thôi. Ok, không đủ Rubik để nâng rồi. Như vậy chỗ đánh tạm tạm như vậy được, còn nên thêm một con cung nữa. Dù ở đây lấy thêm một cái này à, cũng không đủ Rubik nhỉ. Để làm mới một chút xem nào. À, cái này hết điểm thôi thì cho đánh luôn. Win nhưng mà kiểu gì chả win. Nó rất là nhẹ nhàng nên rất sẽ win luôn thôi. Định lên thêm con 5 sao nữa thôi, nghĩ lại thôi cho đánh luôn lần nào. Bây giờ kiếm Rubik cũng chả có. Thế đánh thắng rất là nhanh, cực kỳ nhanh. Nên bảo giờ đánh nó nhẹ nhàng lắm. Ta để ý là mấy mức độ khó sẽ có một con cố định, nhờ cái con mình sẽ có một con cố định cho mình farm. Rồi bên cạnh những con ram đừng sẽ có một con cố định nữa sẽ giúp bạn farm tiện hơn nhiều. Rồi nhận quà nhé, ví dụ cái này sẽ thêm về con băng ma đúng không? Một con mình hay dùng để ghép con pháp vương. Mà mình đánh không quan tâm gì cũng được, tự nhiên được luôn hai thành tựu không? Rồi thành tựu này nó là buồn buồn làm sao, cái này chả vội gì. Giờ chúng ta cứ đi tiếp map đi. Thực ra về sau mình để dành làm sự kiện bingo. Có sự kiện bingo đánh những con kiểu đúng theo yêu cầu, ghép đúng con yêu cầu. Về sau mình mạnh ghép vậy cho thoải mái. Thì đấy mình làm sự kiện bingo luôn. Còn bây giờ trước mắt cứ vào đánh nhá. Đến cửa 1 kịch 10. Mình không quan tâm đến điều kiện là gì nhá, cứ xông vào đánh đấy. Đi cho nhanh gọn lẹ. Thật ra mình tính ra đến thời điểm này chơi game được lâu lắm rồi. Bây giờ chưa đi hết cái này cũng hơi bị chậm tiến độ ấy. Nên đi cho nó gọn thôi. Này ram đường xuống mấy con đi. Này lên vũ sư đi. Nói chung là chơi game này không nhất thiết phải chơi giống ai cả. Bạn thích con nào và dồn con đó. Nhưng mà phải dồn con nào cho tới bến thôi. Đã dồn là phải dồn nhiều. Chứ không được phép là chơi kiểu dở gương. Mỗi con level cứ đều với nhau rất là yếu. Và đã xác định dồn là dồn cho mạnh luôn. Thì cơ bản thích bạn sẽ mạnh. Chứ còn thực ra bây giờ cứ bảo con nào mạnh hơn con nào thì nói thật là mỗi người một cách chơi nữa. Ví dụ như bạn chơi free thì thực sự là bạn có dồn đúng cái con mạnh nhất ấy cũng không bao giờ mạnh người nạp tiền. Nên là thành ra cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Mình thích gì chơi nấy, mình chơi toàn chơi bừa. Mình không có cụ thể con nào mình sẽ build đâu. Thì giờ mình nổi hứng mình build con nào đó, biết đâu sau nó yếu thì sao, ai biết được không. Lúc mình build mình không thể biết nó mạnh hay yếu. Mà mình thích thì mình build thôi. Toàn đi build thì kiểu build bừa mà. Build bừa về sau nó kiểu level nó cao cao tí tự khắc nó thành mạnh thôi. Này Rubik thôi, bỏ qua Rubik đi. Kiểu chơi lâu lâu nó thành kinh nghiệm nó sẽ thành mạnh lên thôi. Lên liêu kiếm. Tất nhiên là bạn build đúng con mạnh luôn thì thường sẽ lợi cho bạn. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải quá như thế không? Cứ bình tĩnh mà chơi. Thế thực ra mình cứ trải nghiệm chậm chậm thì bên cạnh việc bạn chơi game ấy, đôi khi nó sẽ phải đi làm đúng không? Đi làm, đi học, cái thứ nhiều việc lắm. Thành ra mình chơi thì sao chậm rãi thôi. Còn nào thích nhanh thì cứ tập tiền lên cho nhanh, lên nhiều tướng cho trải nghiệm chắc ăn. Chứ việc gì phải nghe người khác khuyên không? Người khác khuyên người ta khuyên vậy thôi. Chứ lúc bạn không mạnh người ta có đền cho bạn cái gì đâu. Nên tốt nhất cứ theo ý mình mà chơi. Thế là mình không bao giờ mình bỏ qua cụ thể lên con tướng nào ấy. Mình chỉ đơn giản mình thích chơi con nào mình chơi con đó thôi. Và mình sẽ giới thiệu các bạn con tướng theo cái sự trải nghiệm của mình. Mình thấy nó ok thì mình khen ok thôi. Còn đánh thực tế thì chả biết được không? Nhiều bạn chơi tầm nạp thẻ cao đánh top xịn thì đôi khi nó không ok đâu. Nhưng mà đánh với bạn tầm trung trung như mình thì lại ok. Nên thêm vệ binh. Đây vẫn chưa có man nhân ấy nên tạo pháp kiếm chứ. Đây này xạ thủ đi. Đây xem nào, mình đang chưa có. Vậy ấy từ từ đó. Này đây tạp tư tế đi. Đây là nhạc công. 11 Rubik rồi, có thể mở thêm ô đi. Cho thêm con cung mà. Liễu kiếm đây xuống đi. Ở đây lên được con quên nhầm, lên con thủy thủ chứ. Đây con ninja, lên được con samurai, lên được ảo thuật gia này. Cái này lên tạo quyền gia đi. Nói chung bây giờ ghép rất dễ. Ngày xưa để ý là mình rất hay phải xem cái chỗ danh mục. Nhưng bây giờ mình dồn ghép vài con mình thấy cái danh mục gần như không cần thiết phải xem nữa. Tất nhiên là ghép được càng nhiều con càng tốt. Nhưng mà thực tế chơi game chỉ cần chơi vài con nhất định thôi. Lấy con man nhân xuống đi. Hết điểm rồi.
Ở đây man nhân rồi thì lên được con chiến binh du mục này. Chỗ hiệp sĩ có thể lên con thủy hộ giả, nhưng mà chọn đang thiếu man nhân nhỉ. Có thể vứt bớt đi một con hiệp sĩ nhiều quá. Nếu con này lên thì con ninja đi cũng được. Tôi có cho đánh tạm được. Mà thấy ra nhiều khi thắng là chả cần thiết phải đủ 8 tướng làm gì không. Đôi khi chơi vài tướng cũng thắng được. Ở đây thì lên tiếp con xạ thủ đi. Cái này tại thiếu một tí nên không có điểm thì khóa tạm lại một chút thôi. Có thể khóa lại mình chờ. Ở đây hiện tại với con này tại lên con đại pháp sư thì cũng được, cho thêm con cung này vào. Nói chung đội hình của mình là build rất ít nhá. Đội hình của mình là build không nhiều đâu. Mình làm gì có chơi được mấy đâu. Tuy nhiên vẫn đánh vẫn rất là ok. Này lên tiếp con ban nhân, lên con thủy hộ giả này, lên là con hải quân này. Đấy vứt nó vào đánh thôi. Cái này mở khóa rồi đấy. Về binh ở đây lên là con đang thiếu con nhạc trưởng, thiếu con pháp sư lên con tư tế. Đây lên con nhạc trưởng, lên con kẻ cai trị. Cứ ở đây đánh từ từ, ghép từ từ, đủ Rubik thì ghép lên thôi. Chúng đánh rất là dễ, đánh cực kỳ nhẹ nhàng. Này thiếu tí điểm. Ở đây lên tiếp con sát thủ cũng được. Ở đây có cần thiết phải lên sớm nhỉ, lên con phi ứng trước đi. Này lên kẻ báo thù cũng được. Truy tung giả cũng chả vội đâu. Đấy đội hình này rất là khỏe quá rồi, không có gì phải vội. Con đấu sĩ chưa có, hay lấy con đấu sĩ xuống, à cũng không đủ điểm lấy đâu. Cứ để ở đây từ từ lên đấu sĩ luôn đây cũng được. Lên con lôi vương. Con này giờ lên hiệp sĩ, lên ninja đi. Ninja nó cần nhiều con nữa. Mở thêm cái túi để kiếm thêm Rubik nhé. Ô lại bị đẩy ra khỏi game rồi, khổ quá nhỉ. Ok, khi trở lại game sẽ hỏi bạn đánh tiếp không thì lại xông vào đánh tiếp thôi. Nói chung cái này nó bị quen rồi, nói chung mình quay video bị nhiều lần rồi. Thường mình sẽ theo game này suốt cả ngày ấy. Mà treo suốt cả ngày thì cả cái lúc nào mình quay nó hay bị đẩy ra. Chán thế không biết. Không sao, nói chung không ảnh hưởng nhiều, nhưng vẫn vào đánh tiếp bình thường. Không vấn đề nghiêm trọng lắm. Cứ xông vào đánh thôi. Nó chỉ bị khóa mấy cửa hàng, cứ lần đầu tiên vào thì khóa cửa hàng. Lần sau lại mở cửa hàng bình thường ấy mà. Liễu kiếm đang có sẵn này nhỉ. Thôi lên thì có liễu kiếm nữa được. Lên thủy thủ đi. Con này giờ lên con chiến vương luôn đi cũng được. Để cho liễu kiếm vào. Đây có thể lấy thêm con cung xuống để lên luôn thành con thủy thủ tiếp. Đây cho đánh tiếp thôi. Chắc là game nốt lên con pháp vương thì đang có sẵn con này rồi, lên nốt pháp vương. Có sẵn kia thì giờ lên con thuật sĩ đi. Thuật sĩ với sát thủ để mình ghép thành con miêu phù thủy. Đây có sát thủ thì lên có thuật sĩ đi. Lên miêu phù thủy xong lên băng ma, lên thành pháp vương. Rất là gọn luôn. Rồi vứt ninja đứng tạm. Phi ưng chắc phải giữ một con hỗ trợ thì không cần thiết chơi nhiều. Giờ lên truy tung giả thứ. Này lấy con này xuống cần. Thì ở đây nhảy lý bỏ qua đi. Vậy lấy cái này lấy con sát thủ lên truy tung giả đi. Thay thế vị trí ninja. Tu sĩ chắc bỏ đi thôi, mình ghép một con thế kia được rồi. Lại ra tu sĩ đi. Đến luôn boss mất rồi, thế thôi thì thử vận may được con nào thì được nhé. Này vứt đi này. Để xem nó được con gì thì được thôi. Thật ra bây giờ thừa sức win rồi mà, chẳng qua thêm tí cho mạnh mà không có thì thôi. Rồi lên thêm con xạ thủ đi. Lên con trinh sát thì lên con quả đen đi. Quả đen này vứt con này vào một tí, nói chung đằng nào, à để mất đi con cung à? Không thì thôi kệ đánh luôn. Mình nghĩ là mình thừa mạnh để đánh đấy, mình chẳng thiết phải đánh nhiều con. Team này nó đã khỏe lắm rồi, thế nên mất máu rất là nhanh, nhìn con máu con boss chết rất sớm, nói chung là rất thoải mái đánh thôi, không có gì phải vội. Nói chung là cho video sẽ hoàn thành nốt cái chương đầu tiên mức độ khó. Nói chung là chương đầu tiên nó chẳng có gì khó, nó gọi là khó là khó hơn mức độ dễ thôi, chứ còn nó chẳng có gì kinh khủng cả. Rồi vào đây nhận quà nhé. Được sang tiếp đến cửa một gạch 11. Cũng xong vào đánh luôn thôi.
lên luôn ninja này, lên luôn nhà địa lý này. Đây mua xuống hai con bất kỳ đi, lên thuật sĩ này. Đấy, cái chung là duyên tới con nào ghét con đó, mà sao về sau ghét thì mấy con mình hay chơi là cơ bản sẽ mạnh thôi. Nó vừa dễ vừa đỡ đau đầu, đỡ phải nhớ nhiều con đúng. Nhớ nhiều con quá đau đầu lắm. Mở thêm một ô đi. Chưa lên có gì lắm thì cứ vứt tạm một con mà. Xem mà thấy cảm giác địch nó chết nhanh, tức là bạn đang mạnh hơn cho địch ấy, thì bạn đánh từ từ thôi. Nếu mà giác địch nó trâu quá phải ghép vội, còn những cái lúc mà cảm giác là địch cứ chết nhanh thì không có gì phải vội, nên qua pháp sư đi. Này lên này con xạ thủ đi. Cứ thấy đánh vèo phát địch nó chết là có thể yên tâm được. Còn đánh thấy địch nó này mình mất máu đấy phải cẩn thận. Này lên pháp kiếm đi, này lên samurai đi. Này lên quyền gia đi. Đây lên thành con vệ binh này, cái này lên thành con hiệp sĩ, cái này lên thành con thuật sĩ. Quái pháp sư có rồi không cần lên thêm nữa, cứ cho về đánh tạm thôi. Lên này con sát thủ đi, lên này miêu phù thủy, lên này con đại pháp sư này. Này mở thêm ô cho thêm một tướng vào, cho hiệp sĩ vào. Này lên này con man nhân đi, thì lên là con chiến binh du mục. Này lên tiếp con sát thủ. Đánh là đạt cái đẳng cấp điêu luyện nữa. Đấy liễu kiếm xuống rồi. Này hết điểm mất rồi, cái này 9 rubik thì mở thêm mô này. Con liễu kiếm thì lên con thủy thủ đi. Con này ở đây hiện tại lên pháp kiếm, mà pháp kiếm này ghép đấy rồi cứ từ từ cũng được. Đấy không không vội lắm, lên vũ sư chứ. Lấy nhiều thương thủ lên thêm vệ binh. Đây có vệ binh rồi, đây thiếu thương đế, lên con tư tế đi. Tư tế là nhạc công lên ảo thuật đi, tại vì lên con phi ưng. Này ghét thêm con vệ binh nữa. Đây lấy thêm cung xuống, cung mình cần rất là nhiều. Và đây hết điểm thì khóa tạm thì tí nữa. Đây hiện tại lên con gì luôn không nhỉ? Đây hiện tại là lên con kỵ binh được luôn. Bị lỗi kết nối mạng, mình ghét chứ game mình rất hay báo lỗi kết nối mạng nhé. Tại vì đăng nhập đầy game. Thế là thường game này nó hơi kén mạng một chút nhé. Tức là không phải riêng mình đâu mà thấy rất nhiều bạn nhắn tin đến mấy cái group cộng đồng ấy. Nên bảo game suốt ngày bị đẩy ra thứ tinh tinh thì nói chung rất lằng nhằng. Nói chung cái đấy phải sống chung với lũ thì chắc xác định chơi phải chịu nhé. Nói chung thì nhớ xui vào lại đánh tiếp bình thường ấy mà. Nó cái phiền phải là. Nói chung là mạng người chơi game nào cũng được, mỗi game này dở trứng, không hiểu làm sao vậy. Mà cũng không hiểu làm sao cái lúc nào quay video thì hay bị đẩy ra, cái lúc mà chơi bình thường không quay video chả thấy bị cái quái đâu. nhiều khi nó hơi kiểu hơi vô duyên một tí, cứ thế lúc mình quay video bị đẩy. Lúc bình thường chả thấy làm sao rồi. Xong mà đánh luôn thôi. Nói chung đội hình nó thừa sức để win ấy mà. Vấn đề chỉ là thời gian, đánh thì rất là dễ thôi. Đi mấy cái map đầu tiên nó khá là nhanh nhưng mà. Tận dưới mấy cái map sau nếu mình đủ mạnh ấy, thì với cái tư duy có tướng sẵn rồi ấy, thì rất là nhanh thôi. Này lên thêm con tư tế đi. Để lên cái con nhạc trưởng ấy. Còn thiếu kỵ binh, kỵ binh nãy là mình nãy mình định lên kỵ binh xong lại đổi ý à. Ở nãy nó bị lỗi không lưu kỵ binh đúng không? Thôi kệ không sao, bất tạm nhạc trưởng đánh. Hôm nay nó kiểu không lưu cụ thể cái lần cuối cùng, nhưng lần trước lần cuối nó lưu, lần cuối cùng nó hơi căng đi. Không vấn đề gì nghiêm trọng, là chuyện bình thường ấy mà. Thời gian không ghép con này ghép con khác lo gì không. Này lên con nào bây giờ nhỉ? Con này cần thêm thủy hộ giả, lên con hiệp sĩ lên thủy hộ giả đi. Con này có man nhân dẫn rồi, thích lên luôn thì cũng được. Ví dụ đây man nhân này, lên man nhân này thì lên được con thủy hộ giả này, lên con hải quân này. Xong chờ đủ rubik là ghép thôi.
À quên, hiệp sĩ trong này có rồi, nãy lên hiệp sĩ là quái. Trong này có hiệp sĩ dẫn trong bên trong rồi. Thỉnh thoảng mắt không để ý. Này vứt bớt đi, còn tu sĩ vứt bớt đi. Mua cục Rubik rất là quan trọng, giúp mình ghép được nhiều tướng hơn. Này giờ lên truy tung giả cũng được, này lên siêu năng lực này. Ở đây đang thay thế cái chỗ này đi. Mình chỉ định lên một con phi ưng thôi nên con hiệp sĩ sẽ vứt đi nhé. Tại vì ra mình chỉ tính lên một con phi ưng thôi. Đại gia hiệp sĩ đùa nhau thế không biết này. Ở đây xem tình hình thế nào nè. Hiện tại mấy con này lên con phi ưng này, lên phi ưng cho gọn đi. Ở đây mình đã có được con chiến binh du mục thì đang thiếu con gì nhỉ? Thiếu con man nhân nữa, thiếu man nhân nữa thì lấy nốt man nhân đi được. Rồi lấy luôn man nhân cho nó gọn đi. Thì đây có đấu sĩ, ở lên là có lôi vương này, cho nó gọn đi. Sát thủ vứt tạm vào trong đi. Còn từ chỗ con nhạc trưởng ở đây xem nhạc trưởng thiếu gì nhỉ? Thiếu con kỵ binh, thiếu con liễu kiếm nữa. Liễu kiếm từ từ ở đây có sẵn thương thủ rồi. Thiếu con cung là sẽ được liễu kiếm. Đây luôn có luôn liễu kiếm này, thì lên luôn con kỵ binh, lên kẻ cai trị lên luôn chiến vương này. Thế là gọn gàng không? Bây giờ nói chung ở đây này thì mấy con kia toàn con thừa thôi, cứ vứt tạm con đơn cũng được. Vứt hàng này chơi đơn thôi, chả cần thiết lên sớm. Thì cái đội hình nó thừa sức đánh rồi nên mình cứ từ từ đánh mà. Cũng chả có gì phải vội, giờ vội cũng chả được gì. Phật sĩ lấy xuống này. Thử con 400 điểm ra có gì. Lại ra kỵ binh vứt đi. Ta thừa. Này lên miêu phù thủy lên con băng ma đi. Chuẩn bị lên được con pháp vương rồi. Này lên tạm liêu kiếm. Chúng đánh nó khá là dễ thôi, không có gì khó. Nhiều khi ghép cho nó vui, biết thừa là thắng rồi. Con này đây lấy thêm con xạ thủ đi, thì lên con thủy thủ đi. Con này pháp sư ở đây lên thêm con thuật sĩ nữa. À không, để cái này lên con đại pháp sư chưa đủ Rubik để cho đánh tạm đi đã. Đợt trước mình còn chơi nhiều con cung, đợt này chơi còn chả cần đủ cung, mình chơi có hai con cung đang win. Lên con ninja này. Con này lên tiếp, con này lên thì con pháp vương này. Con này ninja thay thế, con này lên tạo thêm một con thì gì nhỉ? Lên con thuật sĩ đi. Lên sát thủ lang bạc cũng được. Truy tung giả có thay thế con này thôi, cho vào đánh tiếp. Đến boss rồi, mở Rubik xem ghép cố là con gì không. Đây có 11 Rubik thì chắc lên cố thêm một con đấy, nhưng sợ không biết có đủ không thôi. Nói chung ở đây lên được con này rồi, lên con cung đi. Lên con cung nữa, lên con trinh sát, là lên được con quạ đen này. Quạ đen thì mình chưa ghép kịp con dưới, con sát thủ lâm bạc là chưa đủ ấy nhỉ. Giờ xem thử xem có được con nào nhé. Đây sợ không đủ thôi. Cung này. Thiếu một con ấy nữa nhỉ. Là mới tí rồi. Không có ra là sát thủ thì hơi căng. À đây đạo tặc này. À đạo tặc hết điểm rồi thì vứt bước con hiệp sĩ đi là sẽ đủ điểm. Là sợ ghép không kịp thôi. Còn vứt tạm cung ở trong nhá này. Thì lên con sát thủ này thì chung cái này ghép chắc không kịp rồi. Không sao bằng 7 tướng đủ win rồi. Ghép không kịp nhưng mà thời gian hơi gấp. Mình lên thêm một con 5 sao mà ghép không kịp. Nhưng chung đội hình này thừa sức win rồi. Để đánh rất là áp đảo. Đánh 3 sao rất nhẹ nhàng. Các bạn chỉ cần không chết tướng, đánh nhanh nhanh một chút là bạn sẽ được 3 sao. Còn mấy cái thành tựu từ từ về sau mạnh rồi quay lại làm sao. Rồi vào đây nhận thưởng. Cũng vô tình để luôn 2 thành tựu. Thành tựu cuối cùng làm dễ thôi, nhưng mà nói chung là lúc nào rảnh làm sao. Đây là đến cửa cuối cùng, cửa 1 cạnh 12 để hoàn thành cái chuỗi này nhé. Lên thuật sĩ này. Lên liễu kiếm này. Lên nhà địa lý. Này lên vũ sư đi cũng được. Cái này lên luôn qua pháp sư đi.
lên tiếp thuật sĩ thì lên còn tư tế mà thôi chưa đủ, lên từ từ, lên truy tung giả, lên siêu năng lực. Lên thêm liễu kiếm đi, mình sẽ dùng nhiều liễu kiếm. Này lên con tư tế này, con này chỗ này lên con man nhân đi, con này lên con sát thủ, lên con bia phù thủy, lên con đại pháp sư. Này mở thêm ô nhé. Này lên pháp kiếm này, này lên con ninja, lên samurai. Chỗ này con này thì chưa cần lên vội, cứ từ từ. Đấy này xuống đi con, tài xuống xuống nốt đi. Đây tài có 9 thì mở thêm ô đi. Vậy đây con này lên được con thủy thủ này. Tư tế ở đây đang sẵn rồi, con này đấy con tinh linh lên con nhà địa lý, lên con nhạc công đi. Chờ đủ Rubik là lên tiếp thôi. Này lên tiếp sát thủ tiếp. Còn cái này chỗ này con này thì vũ sư có rồi nhưng để từ từ thôi. Tôi cho đánh tiên, cho đánh tạm thôi. Lên con quyền gia, lên con đấu sĩ này. Chỗ này lên tiếp thành con thủy thủ tiếp, hoặc là chờ để ghép con vệ binh cũng được. Thì để cái này lấy tạo lên truy tung giả, lên trinh, lên trinh sát, lên thành quạ đen trước đi. Này lên thành con vệ binh đi, lên con kỵ binh đi. Quên túi lựa chọn đấy, con nhà địa lý xuống nhỉ, không đủ điểm mà. Bất bước con tu sĩ cũng không đủ nhỉ. Cái này lên tạo con thuật sĩ trước đi, lên con miêu phù thủy tiếp đi. Thì lên là con băng ma này, lên còn thiếu Rubik thôi, này chủ yếu thiếu Rubik thôi. Này lên con man nhân tiếp đi. Cái này đây tiếp tục là lên tiếp thành con vệ binh đi. Thì lên là con chiến binh du mục này, lên con lôi vương này. Này bên ngoài ghét là con ninja đi. Chỗ này chưa đủ Rubik thì cho đánh tạm đi. Này lên tiếp là thuật sĩ, mà chỗ này lên thì con pháp vương này. Thuật sĩ giờ lên lên sát thủ lam bạc. Chỗ này tiếp tục, chỗ này chưa lên thì có gì mấy không? Cái này cứ lên tạo thành con man nhân đi đã. Này cần lên con hiệp sĩ một tí. Đây chưa có, để từ từ lên tạm. Này ninja là mất con ấy nhỉ. Cái này lên luôn con hiệp sĩ đi. Cái hiệp sĩ lên thủy hộ giả luôn đi. À chưa mở thêm mô thì cứ cho đánh tạm. Lấy kiếm sĩ mua thêm cái này đi, lên con ninja tiếp, và lên được con ninja đây, thủy hộ giả đang thiếu con gì nhỉ? À thiếu con xạ thủ, quên mất xạ thủ. Đây lấy con cung xuống lên xạ thủ đi.
lên được con thủy thủ, lên được con hải quân này. Nó chờ đủ Rubik rồi ghép thôi. Cái này con này đâm đường xuống tí rồi. Đại tư tế hơi thừa bớt bớt thôi. Vấn đề chủ yếu là chờ Rubik thôi. Rubik được cái chờ khá lâu. Cái này thì nó mở kiểu random ý, lúc được lúc không ý, nó hên xui mà thành ra không biết nào một lần. Mua hên cục mình đi. Đấy giờ sẽ lên được con ảo thuật ra hay lên con này trước nhỉ? Tôi lên ảo thuật trước đi. Lên phim luôn đi. Con này lên tiếp thuật sĩ này. Sát thủ lam bạc có rồi thì từ từ chờ. Giờ ưu tiên lên con sát thủ trước đi. Hai con đạo tặc lên thành con sát thủ để ghép thành con ảnh vũ thứ để sao mình ghép lên thành con hắc thần phiêu bạc. Vũ sư chắc vẫn đi, vũ sư thì hơi nhiều. Không đủ điểm lấy xuống. Này lên thành con nhà địa lý vẫn đi thôi. Cũng hơi nhiều. Cho đánh tiếp đi đã. Đang thiếu là con nhạc trưởng, cần thêm vệ binh tí. Đây có luôn con thương thủ, lên luôn con vệ binh này. Mua thêm túi lựa chọn nữa. Này lên con vệ binh, lên con nhạc trưởng này. Lên con kẻ cai trị này, lên chiến vương này. Vẫn thiếu sát thủ chưa thấy đâu nhỉ. Cứ cho đánh tạm bây giờ vứt tạm nhà địa lý vào trong đấy. Cái chỗ đội hình này cũng thừa sức win rồi mà. Vứt thêm cho đi yên tâm thôi. Cửa 20 là boss rồi, chắc chả kịp ghép thêm đâu. Boss mất rồi, như vậy đây lấy xuống được con nào lấy thôi. Rồi có đấy thử đạo tặc xuống xem có kịp không nhá. Đây hết điểm vứt bớt con man nhân đi xem nào. Được 110 mấy điểm lấy được con cung xuống ấy. Mà cái này lên sát thủ trước không? Thì lên được con kẻ báo thù, lên được con ảnh vũ ấy. Nhưng mà không đủ Rubik thì lên tiếp rồi. Tôi vứt tạ ảnh vũ ở trong. Ở đây còn cục Rubik thì chắc là đủ. Thì cái này để lên được con hắc thần phiêu bạt này, cái này lên tạm con xạ thủ đi. Cho nó tương tất đội hình một tí không? Bây giờ thì hết chỗ rồi cho đánh luôn thôi. Nói chung là chơi 7 tướng đủ sức win, nhưng mà 7 tướng mà chất lượng thì cũng đủ sức win. Mình có ít nhất là 3 con 5 sao, à 4 con 5 sao là ok lắm. Thế đánh rất là nhanh. Thế như vậy mình đã hoàn thành xong cái mức độ chapter 1 của mức độ khó, thế vẫn rất là bình thường thôi, không có gì khó cả. Tất nhiên là mình chơi hơi chậm thì giáp mình sẽ mạnh hơn map một chút. Thì nếu mà chơi ngay lập tức thì chắc chả đánh hay đâu. Và đây nhận quà nhé. Đấy như vậy nói chung là nội dung chính của video này coi như là xong nhé. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Ủng hộ nhiều nữa thì donate cho mình thông qua link ở phần mô tả video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.